Em hay bị tự kỷ. Buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à. Lạ nha. Sao em không có nói chuyện với động vật? Xấu em cũng không có à? Không có. Em hơi cá tính một chút xíu cho nên em cần một người ngoan. Dạ, em xin tự giới thiệu là em tên Phạm Trung Hậu. Năm nay em được 28 tuổi. Em đến từ Bình Dương và hiện đang làm việc tại Bình Dương ạ. Hậu làm gì Hậu? Em làm cơ khí ạ. Ý tức là làm cụ thể là gì? Là bên chế tạo máy ạ. À, chế tạo máy móc này kia đó hả? Dạ. Mời em dạ. Gái giới thiệu. Dạ. Em xin chào chị Cát Tường và em chào anh Quyền Linh. Chào em. Và bạn trai kế bên ạ. Và cùng mọi người ở dưới khán đài ạ. Em tên là Võ Thị Bé ạ. Năm nay em 25 tuổi, quê ở Kiên Giang. Hiện đang sinh sống và làm việc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm bên kinh doanh online tự do ạ. Bán gì cơ? Em bán về thời trang với lại nước hoa chị. Hình như em đang sống với ai? Em đang sống với anh trai ạ. Sống với anh trai. Dạ. Những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, hát với lại vui vẻ hòa đồng ạ. Còn điểm yếu của em là bạn bè em hay nhận xét em hay bị tự kỷ. Trời, bóp. Mình là làm việc còn buôn bán mà tự kỷ dạ, là sao? Không phải, do em có cái sở thích là hay đi xem phim một mình đó chị. Nhưng mà em thích thể loại kinh dị với lại phim ma. Trời đất ơi, rồi coi ở nhà hay đi đâu rạp coi? Đi coi rạp đó chị. Đi coi rạp mà đi một mình? Dạ. Coi phim kinh dị, phim ma không? Dạ đúng rồi, sở thích của em. Trời đất ơi, cô vậy này là cũng lạ cô ghê. Một cô gái rất là cá tính đó nha. Chơi gì nữa không? Hoặc là buồn buồn em hay ngồi nói chuyện với chó à chị. Lạ nha. Nó có hiểu em không? Em nghĩ là hiểu cho nên nó cười quá trời mà. Ủa nó cười luôn, em thấy nó cười nó luôn giỡn hả? Nó chị. Em nói tiếng người hay nói tiếng khác? Dạ, em nói tiếng người ạ. Nói chung em là một cô gái đã gây ấn tượng ngay từ đầu với bên đàn trai rồi đó. Dạ. Em có nói chuyện với gì không? Dạ em không có nói chuyện với lòng dạ. Em có cái điểm mạnh hay điểm yếu gì không, bạn trai? Em có tính hơi kỹ chút, ham học hỏi, vui vẻ, hòa đồng, thẳng thắn, trung thực, biết quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thương ạ. Số. Nhiều dữ ha. Và siêng năng, chăm chỉ, cần cù. Hay quá vậy ta. Em thì không hút thuốc, không ăn chơi, không cá độ, không rượu chè, không lăng nhăng. Đặc biệt em rất là trung tình ạ. Trời ơi, dữ vậy trời. Trời ơi. Đâu mà thế giới còn sót lại có một người vậy nè. Thì em cũng đâu có gì tật xấu đâu đúng không? Dạ tật xấu em cũng không có à. Không có. Wow. Mình nói một chút xíu về tình trường đi, bạn gái. Dạ, em thì từng trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là 1.5 năm. Và em cũng vừa mới đi ăn đám cưới của bạn trai cũ 1 tháng trước. À. Còn một mối tình sau cùng thì cũng là 1.5 năm luôn ạ. Lý do sao chia tay? Do người ta có, nói chung là bắt cá hai tay với chị, quen người mới. Rồi em phát hiện ra rồi cái chia tay luôn. Dạ. Thế còn bạn trai? Thì em hồi đó em cũng có quen một cô gái ở Trà Vinh ạ. Hồi đó em có làm bên quảng cáo buôn bán mấy thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe. Cô gái đó đến hội trường, em cũng có để ý làm quen. Và em quen cũng được là 3-4 năm rồi. Lý do sao chia tay? Lúc đó là chưa chia tay đâu. Cái hồi nhỏ mà còn tính còn chưa vững chạc. Công việc cũng chưa được ổn định. Thì em cũng ngưng tiếp xúc với bên bên cổ khoảng 1-2 năm sau. Cổ lấy chồng rồi, cổ cũng ly dị luôn rồi, có một đứa con. Có gặp lại không? Dạ không có. Lúc đó cổ chủ động nhắn tin cho em. Em thì cũng muốn quay lại cô ấy, cho nên tiếp tục cuộc hành trình của em khoảng 2-3 năm nữa. Rồi cuối cùng em thấy cô ấy có một cái chút sự lừa dối ở trong đó, cho nên em quyết định không đi đến nữa. Nên em không biết đó là cái mối tình của em không nữa. Đó là mối tình với gì nữa? Em chưa được nắm tay, chưa được từng gì hết luôn ạ. Chưa được làm gì hết. Quen từ lúc ta chưa có chồng tới lúc ta sinh con. Dạ. Rồi người ta bỏ chồng, người ta dẫn con, rồi quen nữa mà chưa nắm tay luôn. Đã chưa. Ôi, vậy em có men không vậy? Em định hỏi anh đấy. Em gặp cổ em nói chuyện gì? Thì nói chuyện cũng vu vơ chút. Vu vơ? Vu vơ, hỏi em khỏe, nay em làm như thế nào, ăn cơm như ra sao vậy á. Như rất là lâu, nhưng lý do tại sao không nắm tay, không có hôn gì chứ vậy? Tại lúc đó em quen cũng khoảng được 1 tháng, tại hội trường nó dọn đi á. Cho nên em không có ở đó tiếp xúc với cô ấy nhiều. Hello. Dạ chào chị Cát Tường ạ. Bạn gái bên này hỏi, nhờ chị hỏi giùm em một câu thôi, là em có men không? Dạ men ạ. Men sao làm gì một thời gian dài mất nhưng mà không được nắm tay vậy ta? Tại em có chút khờ lắm ạ. Khờ nhưng mà thí dụ như là mình giống đực gặp giống cái, mình phải sáp vô mình tới. Không, cái đó gọi là mắt lịch sự, em không như vậy được.
Em 28 tuổi hả? Dạ. Em trai hay em gái? Em con trai mà. Giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Nói về nhược điểm của cô ấy, nhược điểm hay ưu điểm của cô ấy? Trời ơi, cái mẫu người lý tưởng của em á. Cái mẫu người lý tưởng của em hả? Nói về chiều cao thì cao khoảng 1m50 đến 1m65 là được. Rồi. Rồi ăn mặc thì đừng hở hang quá. Cũng đừng có cầu kỳ quá hả? Có vẻ thích truyền thống chút xíu. Dạ, truyền thống một chút, ăn mặc vừa thôi hả? Vừa thôi. Chứ đừng hiện đại quá, em thấy hiện đại giờ em thấy hại điện quá ha. Không phải, em thấy nó kỳ kỳ sao á. Kỳ kỳ ông ơi, hiện đại là đẹp kỳ. Hiện đại ta đẹp chứ gì đâu kỳ. Không phải, em thấy nhiều cái quần áo á, cái thì thiếu, thiếu quá trời luôn. Cái thì dư, dư mô đen mà. Dư mà như cái mền vậy á. Còn cái này mỏng, mày mỏng mong manh luôn. Như cái vẻ rách vậy ha. Không, nhìn xuyên thấu luôn. Trời ơi, thì đó, như vẻ rách. Vậy em không thích hả? Em không thích hả? Dạ không, thấy nó sao sao á. Có khi nào em nhìn cô gái nào mà tự nhiên em thèm, em nuốt nước miếng không? Dạ cái đó thì có ạ. Có luôn hả? Có, nhưng mà em thấy cái gì mà em thèm nuốt nước miếng? Em muốn cái gì? Thì nuốt nước miếng, nhưng chứ không thèm quá nha. Thèm ăn thịt người ta chết. Dạ. Nhưng lý do sao nuốt nước miếng? Căng à, nuốt. Thì em thấy cô ấy xinh quá. Rồi sao nữa, sao thèm? Dễ thương quá. Gợi cảm quá. Có xuyên thấu không mà gợi cảm? Không. Thật đó là hở hang quá đó. Vừa phải mới gợi cảm được. Nhờ em đúng cái hở hang mình mới chảy nước miếng. Mà em cấm về người yêu em hở hang là sao? Không, ở nhà được chứ ra ngoài đừng có hở quá. Sợ thằng khác nuốt nước miếng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ còn cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Đừng có sống ảo quá hả? Sống ảo là sao, ví dụ? Ăn một bữa ăn phải chụp hình rồi phải đăng lên. Đi đâu đó, nhà vệ sinh cũng cầm điện thoại chụp hình. Chứ không được xăm hình, đừng có nhậm tóc. Trời, nó có cái gì tùm lum vậy? Ông bao nhiêu tuổi nhưng ông cũng già vậy, cũng non vậy. Trời ơi, được rồi, để tôi nghiên cứu là sao cái mặt thì non choẹt hả ông ơi? Cái mặt nhìn coi như là sủ nhi. Em không phải sủ nhi chị. Ý là tôi nói nhìn cái tướng, cái mặt, nhưng mà ở bên trong nó già chát hà. Theo em, người con gái đạt mấy điểm thì là chuẩn đối với em? Khoảng 7-8 điểm là được. 7-8 điểm là về cái gì mà 7-8 điểm? Dáng. Dáng. Giọng nói. Tính cách hiếu thảo, lịch sự lễ phép hay không. Chào em gái. Bây giờ em nghe chàng trai dạ. Nói em thấy mình được khoảng mấy điểm? Em tự nhận xét em có thể được 8 điểm thôi đó anh. Rồi, ngon lành luôn. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em nói với anh Linh luôn đi. Mẫu bạn trai của em thích một người ngoan, hiền và thật thà. Em thích một người... Ngoan, hiền và thật thà. Ngoan, kiếm chồng mà ngoan hả trời? Ngoan chi trời? Anh dạ. Ngoan lắm đó, em thấy không? Nãy giờ nghe anh nói thì cũng thấy ảnh... Hơi bị ngoan đó. Dạ, gọn gàng, sạch sẽ là ok. Quá sạch. Được dạ, hết luôn á. Vậy được rồi đúng không? Dạ. Em thấy anh sao không? Có hợp với em không? Rồi tấn công liền thử coi. Dạ. Anh thấy em thấy em thấy anh như thế nào? Yêu cầu của em là hiền, thật thà, thì em nhìn thấy ở anh đều có những điều đó. Mới gặp lần đầu tiên thì em cũng không dám đánh giá nhiều. Em với anh có thể tìm hiểu sâu hơn mới mình mới hiểu rõ nhau hơn nhiều được. Hẹn hò sao? Đứa ở Bình Dương ở thành phố Hồ Chí Minh đó, rồi ông kia không biết đường biết xá gì rồi đi chơi sao? Dạ có Google Maps là chị. Nếu mà mình tiến tới nhiều hơn, em muốn sinh được mấy đứa? Theo tiêu chuẩn thì em tỷ sinh từ 1 tới 2 con thôi anh. Dạ như vậy là ok rồi. Nãy bạn gái đó nói hỏi bạn trai 3 câu mới hỏi 2 câu à? Dạ nhớ. Câu cuối cùng em đang chuẩn bị. Câu cuối cùng em hỏi anh là anh có thích em không? Anh có thích em không? Thích chứ. Cảm xúc của anh về em thì trong lòng anh thì rất là ok rồi. Nhưng dạ. Mà về sau thì mình tìm hiểu chứ mình sẽ hiểu rõ hơn. Hỏi nếu mà anh về với em thì em nói chuyện với chó hay nói chuyện với anh? Em yêu hú vặt như vậy. Về nhà em nói chuyện với ai nhiều hơn? Nói chung thì lúc mà chưa có bạn trai thì thời gian rảnh thì có thú cưng thì em lại thích nói chuyện với thú cưng. Nhưng mà nếu mà có bạn trai rồi thì mình phải dành thời gian cho bạn trai mình nhiều hơn chứ. Ủa nhà mình nuôi mấy con rồi? Nhà em chỉ có nuôi một con thôi. Một con được chứ một... nhiều con chắc không nói chuyện nha. Không. Một con anh chiến đấu với nó nổi phải không? Nhiều quá anh thua phải không? Dạ đúng không, rồi. Nếu mà có anh về chắc là nó bị bỏ qua một bên rồi đó. Nghĩa là anh em ưu tiên anh nhiều hơn chó đó.
ưu tiên hơn là ok rồi. Chứ người vẫn chơi vui hơn chó chứ. Đầu nhiên nói chó xong nó kỳ kỳ sao. Cún ha. Cún này cún này chứ chó nghe nó tự nhiên nó căng cún nó kỳ quá. Thôi bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai một bài đi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Tới em đó. Em hát một đoạn thôi nha anh. Dạ. Tiến tới gần gần hát cho vui. Đứng sát đó à, sát vô. Tấn vô. Mời. Dạ. Em đứng gần quá anh ngùng quá, anh hát không được anh. Kệ quá anh ơi. Tập từ từ quen đi, nhìn thẳng vô mắt luôn. Ánh mắt yêu thương ta trao phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé em người ơi. Cảm ơn nhé. Tập này ổn à. Chúng ta sẽ tiến hành bấm nút nha. Dạ. Em thấy tim mình có rung động không? Dạ rung, nãy giờ rung và hồi hộp lắm. Hồi hộp dạ. Đúng không? Rồi, tí ráng lên nha tí. Dạ. Đây. Nếu bấm nút là chúng ta bắt đầu có nụ hôn đầu tiên đó. Được không? Dạ được ạ. Biết hung không? Chắc giờ biết. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, chúc mừng các bạn. Nắm tay nhau đi hai bạn. Có bạn trai kìa. Nói với anh trai điều gì đi. Hứa với anh trai điều gì đi. Em hứa với anh là em sẽ chăm sóc và lo lắng cô ấy nhiều hơn như ngày hôm nay à. Và em xin xin hôn cô ấy. Em hỏi ý kiến của em gái anh xem nó có cho hôn hay không. Nếu mà cho rồi thì hai đứa cứ dắt nhau đi về. Dạ em xin cảm ơn. Thì được. À, dạ được anh. Không chán luôn. Bạn ấy nói hùng mình chán. Không có được. 1. Bản lĩnh lên. Trời ơi. Cô ấy quay qua. Quay qua thì đúng rồi. Quay qua cho em hung đó. Quay qua cho ông chạy hả? Quay qua hung trúng môi. Ủa trúng môi là bị cái gì? Cô ấy quay qua. Hung thì nó không được, phải hung lâu lâu chứ. Mừng lợi nè. Chị nào nói bu thôi mới thôi nha. Từ từ. Để im, để im. Để im, để im. Nhón dữ vậy. Cao quá. Cao quá. Tao hôn cứ bình thường đi, sao mà cứ cao quá em hôn. Cao thì hôn thấp xuống. Không có nhón nha. Không có nhón. Được không? Dạ, ba được cái. Giờ nhắc lại cô đó tên gì? Tên Bé. Còn em tên gì? Em tên Hậu. Bé Hậu. Rồi, chúc mừng các bạn.